Rồi quý vị, combo 81 nha quý vị, 10 cây sam hương 450 bao gói ship toàn quốc nha quý vị. Anh chị em nào mua vô lòng chuyển trước 100k nha quý vị. Tiền ship với tiền chậu là hết 150 nha quý vị. Bán cho quý vị 450, tôi còn có lại có 300 ngàn thôi nha. Đây cây số 1 ha. Cái loại này cũng không có nhiều nha quý vị. Tại vì nó nhỏ quá tôi cũng không có ép vô đây mà tôi bán gửi đi xa thôi nha quý vị. Số 2 nha. Cái này đóng gói cẩn thận đi, mà cái chậu này có nứt nẻ bể không có đền nha quý vị. Quá nhỏ luôn rồi. Số 3 ha. Trong này cây này cây số 4 nè. Gọi là siêu nhỏ luôn nha quý vị. Đây cây số 5 nè. Cái này là mua 10.000 cái nha quý vị, cái chung uống trà của Nhật nè. Mua từ cái không á, chứ không phải mua ký lô được đâu. Cái này cái số 6 nè, cái này cái số 7 nè. Trong cây số 8 nè. Đây cây số 9 nè. Rồi cây số 10 là cây sam hương cẩm thạch nha quý vị, có một cây duy nhất thôi. Rồi xuống luôn quý vị, 10 cây 450 xuống quý vị ơi.